Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website PDShop. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái website thời trang này. Thì bữa hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần menu nav bar có cái chỉ tay giống như bài. Thì tôi sẽ đi vô đầu Z của tôi, và tôi sẽ mở cái trang index lên, tôi chọn edit bằng nút tay bắt cộng. Bữa nay tôi sẽ đi viết code ở dưới này. Tôi sẽ viết code như sau. Tiên thì tôi sẽ có cái thẻ header. Trong cái thẻ header này thì tôi sẽ cho nó thêm một cái class ở trong cái thẻ header này. Tôi thêm cho nó cái class nhà bằng header main. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi sẽ có cái thẻ nav. Rồi bên trong thẻ nav này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng nav3. Rồi tiếp theo là nav3 default. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái class là nav3 fixed top. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi sẽ có cái thẻ div. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng container group. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ bên trong này tôi lại có cái thẻ div nữa. Edit này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng nav3 header. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi sẽ có một cái thẻ button. Thẻ button này thì tôi sẽ cho nó cái type là bằng button. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng nav3 tuple. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái data tung rồi là bằng collapse. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái data target là bằng -3, thăng -3 như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ span. Span này thì tôi sẽ có cái class là bằng icon 3. Tôi sẽ copy cái dòng sẻ span này xuống và tôi căn chỉnh lại cho nó ba cái thẻ span có icon app và icon 3 này, tức là nó là cái hình icon khi mà chúng ta thu nhỏ lại cái thẻ nav3. Thì ba cái thẻ span này là có cái ba cái thẻ span mỗi cái class bằng icon 3 này, thì tức là nó là cái hình icon khi mà chúng ta thu nhỏ lại. Đó. Khi mà chúng ta thích thu nhỏ cái website này thì tôi sẽ run thử cái project cho các bạn. Thì tôi sẽ run thử cái trang này, tôi chọn OpenQuick chẳng hạn như là Google Chrome chẳng hạn. Thì chẳng hạn như tôi thu nhỏ lại. Đó thì nó có cái icon là cái button ở đây. Thì đó là cái thẻ thẻ này. Tiếp theo thì ở bên dưới thì tôi sẽ có một cái thẻ A. A này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng nav3 RAM. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái href bằng, tôi cho cái href bằng index.html luôn, cho nó trở về cái trang index.html luôn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ span. Span này thì bên trong này thì tôi sẽ cho nó một cái thẻ img. Đó, là cái hình logo của cái website của chúng ta, thì tôi sẽ có cái src bằng, thì tôi sẽ cho nó cái hình img và cho tới cái folder img rồi img gạch ngang logo, tôi cho tới cái tên hình. Thì tôi sẽ cần thêm một số cái file hình cho cái project của tôi. Thì ở trong này tôi chưa có cái file hình nào, thì tôi sẽ tạo ra cái folder này img logo. Thì tôi sẽ cần copy cái hình logo của tôi vô đây. Thì tôi sẽ cần sử dụng một số cái hình như sau. Thì đây là một cái số cái hình hình banner này nọ, thì tôi sẽ logo rồi tôi sẽ để trong này. Thì ở đây tôi có một cái hình là main logo như vậy, thì tôi sẽ sử dụng cái hình này để làm cái hình logo đó. Thì tôi sẽ copy cái tên hình này, thì tôi sẽ paste cái tên hình nó vô đây.
Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái ALT là bằng chẳng hạn như là logo chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi refresh lại trình duyệt chẳng hạn. Đó thì nó có thêm cái hình icon logo ở đây. Thì bây giờ cái chiều cao của nó vượt ra ngoài cái menu navbar. Thì tôi sẽ chỉnh lại style cho nó nhỏ lại sau. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái tên website ở đây chẳng hạn, như là tôi chẳng hạn cho thêm là tt shop chẳng hạn, .com chẳng hạn. Đó. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó có thêm cái tên website ở đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra cái phần ô textbox để mà chúng ta nhập cái từ khóa tìm kiếm ở chỗ này. Đó. Đó thì tiếp theo thì tôi sẽ làm cái menu cái ô textbox tìm kiếm ở đây. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ đi xuống đây. Thì tôi sẽ cho nó cái thẻ form ở đây. Rồi thẻ form này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng nắp form. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái class này nắp palette. Rồi tiếp theo thì trong nó thì tôi sẽ cho nó cái thẻ deep. Thẻ deep này thì tôi cũng cho nó cái class là bằng, tôi cho nó cái class là bằng form group. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thẻ input. Input này thì tôi cho nó cái type là bằng search. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái ID là bằng keyword. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái name là bằng keyword luôn. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái class là bằng form control. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái layholder là bằng search. Rồi tôi nick cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó có thêm cho tôi cái ô text box search như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái button search ở đằng sau. Thì tôi sẽ cho nó cái thẻ input ở đây. Type bằng submit. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái class là btn. Rồi btn default. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái value là bằng search luôn. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó có thêm cái button search như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi muốn thêm ở chỗ này một cái icon giỏ hàng ở đây. Thì tôi sẽ thêm cho nó một cái icon là cái hình giỏ hàng ở đây. Thì tôi sẽ đi xuống giấy. Tôi sẽ cho nó thêm cái thẻ A. Rồi thẻ A này tôi cho nó cái href. Thì tạm thời tôi sẽ cho nó là cái dấu thăng. Thì cái thẻ A này thì tôi sẽ dùng để mà chọn với cái gang để mà người ta khi mà người nick cho cái icon giỏ hàng thì chúng ta sẽ redirect cái trang giỏ hàng để cho người ta xem cái danh sách sản phẩm trong giỏ hàng của họ. Rồi tiếp theo thì bên trong này tôi có một cái thẻ span. Rồi tiếp theo thì span này tôi cho nó cái class là bằng clean ficken. Rồi tiếp theo thì tôi có cái class là clean ficken shopping cart. Rồi tiếp theo thì ở sau thì tôi sẽ thêm cho nó ví dụ như cái hình này, này. Rồi tôi vô save. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó có hình icon giỏ hàng như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi muốn thêm cho nó một vài cái menu. Thì tiếp theo thì tôi muốn cho nó thêm cái phần menu drive. Thì tôi menu drive thì tôi sẽ có mấy cái menu như là home, about us, new, category, digital, login như vậy. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ xuống dưới cái thẻ deep này. Thì tôi sẽ cho nó cái thẻ deep nữa.
Edit này thì tôi chọn cho nó cái collab nào bằng collab. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái class là nap a collab. Rồi tiếp theo thì tôi có cái ID, thì tôi cho nó cái ID là bằng my nap bar. Đó. Thì khi mà ở bên trên thì vừa nãy thì ở chỗ này thì tôi có một cái thuộc tính là data get bằng my nap bar, tức là cái khi mà người dùng người ta nick cho cái icon này thì họ sẽ show ra cái data ở trong cái phần menu right này. Menu right tôi đặt cho nó cái ID bằng my nap bar, thì khi người ta nick cho button ở cái màn hình nhỏ thì nó sẽ show ra được cái menu ở bên dưới. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ UL. Đó, thẻ UL này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng nap. Rồi tiếp theo là nap lab. Rồi tiếp theo thì tôi có cái class là nap array. Rồi tiếp theo thì bên trong thì tôi sẽ có các thẻ li. Rồi bên trong thẻ li thì tôi sẽ có cái thẻ a. Thẻ a thì tôi sẽ cho nó cái href là bằng thì tạm thời tôi sẽ để cho nó là cái dấu thăng. Rồi chỗ này thì tôi sẽ cho nó cái nội dung, chẳng hạn như là menu home chẳng hạn, tôi cho là home. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy xuống cho các menu còn lại, chẳng hạn như cái menu tiếp theo là about us chẳng hạn, thì tôi sửa lại thành là about us. Rồi tiếp theo là new. Rồi tiếp theo là category. Rồi tiếp theo là mấy cái menu như là login digital. Rồi tiếp your site. Rồi tôi sẽ đi defend lại trình duyệt. Đó thì nó đã thêm cho tôi cái menu bên bên phải như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ thêm cho nó một số cái icon như là ở menu home này tôi muốn cho nó cái icon như vậy. Rồi ở category thì tôi có muốn cho nó thêm cái hình icon là giống mũi tên để cho người ta hiểu rằng người ta có thể click do và sổ xuống cái menu. Rồi cái nin thì cần cái hình icon ở cái menu register login như vậy. Thì cái chỗ menu này tôi chuyển nó lại lên trên cho nhìn cho nó đẹp hơn. Tôi sẽ để cái menu register ở đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ thêm cho nó cái icon. Tôi làm như sau. Thì chỗ này thì tôi sẽ cho nó cái thẻ spam. Rồi chỗ này thì tôi cho nó cái class là đầu tiên là clean beacon. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái class là clean beacon home. Rồi cái chỗ href này thì tôi trở về cái trang index.html là cái trang chủ của chúng ta. Tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó đã thêm cho tôi cái icon home như vậy. Rồi tiếp theo là đến cái phần category. Thì tôi sẽ cho nó cái thẻ span ở đây. Thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng cadet. Tôi sẽ cho nó cái class là bằng cadet như vậy. Rồi tôi sẽ đi defect để trình duyệt. Đó thì nó đã thêm cho cái hình icon mà sổ xuống như vậy. Rồi tiếp theo là cái icon cho cái hình menu register và login. Thì tôi copy luôn cái thẻ span này xuống và tôi chỉnh sửa cho nó nhanh. Thì để mà tìm hiểu về cái cách sử dụng cái thằng Nificon này, thì Nificon là một cái thư viện icon của thằng Bootstrap. Thì các bạn có thể vô cái trang Get Bootstrap để mà tìm hiểu. Thì tôi sẽ đi vô cái version là 3.3.7 và tôi sẽ click vô cái menu component. Rồi ở dưới này thì nó có cái phần Nificon. Đây các bạn click vô cái phần Nificon này thì ở đây nó sẽ show ra các hình icon mà thằng Bootstrap nó hỗ trợ. Ví dụ như tôi muốn thêm cái hình Nificon user này cho cái phần menu register của tôi giống như vậy, thì tôi sẽ copy cái này và tôi sẽ đi paste cho cái chỗ này như vậy.
À, tôi giữ mất cái này. Rồi tiếp theo là cái chỗ login này. Login này thì tôi muốn có hình icon này, thì ở đây thì nó cũng có hỗ trợ chúng ta cái hình icon như vậy. Đó thì nó có hình link icon login như vậy. Đó thì tôi sẽ copy cái tên class này. Và tôi sẽ sửa lại ở chỗ này. Như vậy. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi defect lại trình duyệt. Đó thì nó đã thêm cho tôi cái hình icon như vậy. Ở cái chỗ này thì nó gần nhau quá thì tôi sẽ thêm cho nó cái khoảng trắng cho nó cách đây. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó, thì như vậy là tôi đã tạo xong cái phần menu nav bar. Thì tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết chỉ tay, chỉnh chỉ tay cho nó.